Panajiko Pachatangwe Ditapo Saranang Subati banno phagavato sāvaka saṅkho ujubati banno phagavato sāvaka saṅkho nyayabati banno phagavato sāvaka saṅkho samichibati banno phagavato sāvaka saṅkho yadidaṃ cattari purisa yuga nihata purisa bhogala Esa bhagavato sāvaka saṅkho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo añcalikaraneyo anuttaraṃ puṇyakhetaṃ lokasatinathi me saraṇaṃ aññaṃ saṅkho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vaccena hontu me jayamaṅgalaṃ Uttamange na vande hang sankhain cha duvi thottamang Sankhe yo khalito do so sankho khamatu tang mamam Vanda mi che tiyang sabbang sabbathane subati thita Saririkathatu mahabothing buddharupa sakalang sada Sambuthe athavi sancha dvada sancha sahasa ke pancha sata sahasa ninamami sirasa aham te sanghammancha sanghancha arare namami ham namakaranu phave naham tva sabbe ubhatave aneka antaraya vivinasantu ase sato Sambuthe pancha panya sancha chatuvi sati sahasa ke dasata sahasa ninamami sirasa aham te sanghammancha sanghai chadare nanamami hang namakaranu phave naham tva sabbe ubhatave aneka antaraya vivinasantu ase sato Sambuthe navutarasate athachatali sasahasake visadisasahasa ninamami sirasa ahante sanghammancha sanghancha adare nanamami hang namakaranu phave nahantva sabbe ubhatave Aneka antaraya bivinasantu ase sato Sabbe burati maya nisaya sata avera sukhi hondu Sabbe burati maya nisaya sata avera sukhi hondu Sabbe dakkhina yadisaya sata avera sukhi hondu Sabbe dakkhina Yanudisaya sata avera sukhi hondu sabbe paichima Yadisaya sata avera sukhi hondu sabbe paichima Yanudisaya sata avera sukhi hondu sabbe uttara Yadisaya sata avera sukhi hondu sabbe uttara Yanudisaya sata avera sukhi hondu sabbe uparima Yanudisaya sata avera sukhi hondu sabbe hetima Yanudisaya sata avera sukhi hondu sabbe sata avera hondu sukhita hondu nidokha hondu abhyabhasa hondu anika Hondu dikha yuga hondu agoga hondu sampatti hisami chantu sukhi attanam pariharantu
Xà thú con đã tụng xong. Thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Xin kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư. Xin chào các tử học viên. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học bài này. Sáng phần còn lại là hôm trước mình đã học xong phần sáng mình đã học xong phần ngữ vựng hiện tại phân từ rồi danh từ nam tính vị ngữ phú thì là thật phú. Bây giờ mình học đã kết thúc phần bài học thì hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi rồi đọc đồng quan sau đó chúng ta sẽ bài tập. Thì trước tiên là phần trả lời câu hỏi. Có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là có bao nhiêu cái tiền ngữ để hình thành hiện tại phân từ? Hiện tại phân từ được hình thành như thế nào? Rồi bây giờ ai trả lời được câu hỏi này? Lên tiếng thì trả lời được như thế nào? Mời có khảo không biết. Dạ bạch sư, có hai tiếp vĩ ngữ để hình thành hiện tại phân từ là tiếp vĩ ngữ an tá và tiếp vĩ ngữ ma ná. An tá. Dạ an tá và ma ná. Rồi. Dạ. Dạ hiện tại. Dạ cái cách thành lập thì tiếp vĩ ngữ an tá thì được ghép với tất cả các cái thành phần cơ bản của động từ. Ví dụ như quanh đá là quanh đan tá là đang đảnh lễ. Pun cha tí thì ghép với pun với an tá thì là pun chan tá là đang đang thọ thực. DC tí là đang DC tí thì là DC cộng với an tá thì là đang thuyết. Rồi quan đá tí, quan đá thì cộng với an tá là đang
quan đắc tí đâu quan đăng tá là đang làm đối với tiếp vĩ ngữ mana thì mana chỉ được ghép với các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là á và a, dạ, như là há rá và há rá cộng với mana là há rá mana là đang mang đi. Đa đá cộng với ma ná là đa đá ma ná là đang cho. Cáo giá cộng với ma ná là cáo giá ma ná là đang làm. Đê sa giá cộng với ma ná là đê sa giá ma ná là đang thuyết. Dạ con xin hết ạ. Ta để ý phần tại phân từ ghép với ma ná những trường hợp mà thành phần cơ bản là thành cùng bằng A thì A nó cũng phải được đọc trong thành S. Ví dụ như đa đa tí thì khi nó ghép với ma ná thì nó là đa đá ma ná. Rồi câu số 2, gạch dưới các hiện tại phân từ đã được sử dụng trong đồng văn. Phần này thì chúng ta đọc đồng văn rồi, chúng ta phải gạch cho biết cách thức sử dụng hiện tại phân từ. Rồi anh trả lời câu 3 này. Nó trả lời được câu 3. Cách thức sử dụng hiện tại phân từ. Hai trả lời câu 3 không? Dạ bà sư cũng trả lời được không ạ? Dạ. Trả lời câu 3. Dạ thưa sư, con xin trả lời câu 3. À, hiện tại phân từ được dùng như một tính từ thì nó đi cộng với danh từ, mà khi hiện tại phân từ dùng như danh từ khi nó đứng một mình. Dạ con xin hết. Thì vậy tất gì từ chẳng nghe được gì. Cái hiện tại phân từ nó dùng như là tính từ khi mà nó đi chung với danh từ và nó phải đồng tính đồng cách đồng số với cái danh từ đó. Còn hiện tại phân từ dùng như là gì? Thứ hai là hiện tại phân từ dùng như là gì? Dạ, hiện tại phân từ dùng như một danh từ khi nó đứng một mình. Dùng như là một danh từ thì khi mà nó đứng một mình. Mà nói là dùng khi mà đứng một mình, nhưng mà mình cũng biết là mà hiểu đó là khi mà nó dùng thay thế cho danh từ nó có tính nào thì nó cũng phải chia theo tính đó. Rồi cũng có thể nói thêm nó hiện tại phân từ dùng như là một động từ. Vì trước hiện tại phân từ nó cũng đòi hỏi có tính từ. Rồi đó là câu số 3. Câu số 4 chọn một động trong một trong các hiện tại phân từ trong đồng văn để tập chia theo ba tính. Cái này thì phần cũng từng làm rồi, cái phần này không làm này. Câu số 5 đó là hãy chọn một danh từ nam tính vì ngữ có biến cách như sạch phú và tập chia danh từ đó. Cái phần này hôm trước thì mình cũng phần đài bài học thì mình đã tập chia rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đọc đoạn văn để mình tìm cách hiện tại phân từ. Đây là phần đồng văn. Chúng ta
ko ramaputo namasakha putisato ala rokalamu namasakno nivesana nikhamma ukanhitu putako ramaputo namasakno santi satu sang santi kang agami tena samayena satharesu yo yakha wa yak apung yak gani an hồ sĩ bồ thí sát to in tha cục gần thần to in mắt sát à cha ya sát và ti phát ti vị tình an lục quát tạng mà nô đề quát thành nhà là thành nhà ya tham nách hà năng các thi gạch chi Buddha Ramaputo asmin idang arupachanang patamhi antiviya pastivikuha atana samane acariyata ne tang apeti apiyaso bodhisattang aha kehi idani auso mayang imang pavamanang nhạc hàng gắn nàng pari hà ra mà tí và nạ phù thị sát to à phải chi toa nà yàng tham mô vi ra gà giá nà ốc phát xa mà giá nà xàm phù thà giá nà nếp bà nà giá sang vắt tì tí vị cha ni tòa tát ma so nu ti tòa tăng a phu chi rồi em lại Buddha ko rama phu to nam sát ha bồ thí sát to a la ro ka la mu nam sát tu no ni qua si qua ni kham ma u gan ni hi tung Buddha ko rama phu to nam sát tu sát san ni kang a kham mi e na samaye na tất thà để tu yo yết sao hòa chắc và hu căn ni an hồ sĩ hồ thi sa tổ y sa u gần hàn tổ y ma sa a cha ri yết sa ti pa ti ni thình an qua tạc ma nô nề qua sanh nhà na sanh nhà yết thân ái cha năng ác khi cái chi Buddha ko ramaputo tasmin idang arupachanang patamhi ativiya pasi ditwa atana samane acariyathane tang apesi apiyaso bodhisattang aha ehi idani auso mayang imang pavamanang ganang pariha Parihāramāti Pana Bodhisattva Pachitvāna Yang Thammo Virāgāya Na Upasamāya Na Sambhūtāya Na Nibbānāya Sangvatati Sangvatiti Acha ni tua tasma so nu ti tua tang a puchi tang pat nay tang pat ti nay ta ti ti yong ti hien tai ra mà tập bài để lớp giơ tay lên để tập đọc bài. Bây giờ người đầu tiên mình đọc tới Akhi Gachi thì rồi người thứ hai chúng ta đọc phần đoạn còn lại.
con thân em mời là cô Phước Kim mời là đọc bài một chút. Dạ, như mời cô Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc. Uddako Ramaputto Namasattha Bodhisatto Alatro Kalamo Namasattuno Niwesana Nikhamma Ugahitung Uddako Ramaputto Namasattusa Santikang Agami Tena Samayena Sattaresu So Yasawa cha bahu cha gani ahosi Bodhisatto itta uganhanto imasa acariyasa patipati witin anuwattamano newa sanya na sanya yatana chanang ati kachi. Mỗi người đọc một đoạn. Dạ mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Bodhisatto Itha Ugganhanto Imasa Acharisatsa Bati Bati Vithin Anuvatan Mano Nevasan. Ôi, đọc này đọc lại. Xin lỗi con đọc lại. Uddako Ramaputto Tasmin Idang Arupa Chanang Patanghi Ativiya Pasiditoa Atana Samane Acariyathane Tang Thabesi Abhijaso Bodhisattang Aha Ehi Idani Abuso Mayang Imang Phavamanang Ganang Pariha Ramati Bana Bodhisatto Abhijitoa Nayang Thammo Viragaya na Ubasamaya na Sambodhaya na Nippanaya Samvatta Titi Vijanitoa Tasma So Nuditoa Tang Abukchi. Thưa sư xin hết. Xin mời Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin được đọc. Bodhisatto Alarokamamo Namasattuno Ne Niwesana Nikkhamma Ugahitung Uddako Ramaputto Namasattusa Santikang Agami Tena Sammayena Sattane Suso Yassawa Chabahu Chakani Ahosi Bodhisatto Itha Ugahanto Imasa Acariyasa Patipati Vittim Anuvattamano Nevasanya Nasanya Yatana Chihanang Adgichanti. Dạ thưa con xin cảm ơn. Mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Uddako Ramaputto Tasmin Idang Arupacchanang Pattamhi Atiwiya Pasiditoa Attana Samane Achiriya Thane Tang Thabesi Abhijaso Bodhisattang Aha Ehi Idani Avuso Mayang Imang Phawamanang Ganang
Parihara mati bana bodhis bodhisatto apacchitta na yang thammo viragaya na upasamaya na sambodhaya na nibbanaya sangvatta titi vichanitva tasmaso nuritva tang abuchi. Con xin hết ạ. Dạ mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Uddako Ramaputo Nama Satta Bodhisatto Alaro Kalamo Nama Satuno Nivesana Sana Nikamma Ugang Hitung Uddako Ramaputo Nama Satusa Santikang Agami Tena Sama Yena Sataresu So Yasa Wanta Yasa Wanta Cha Bahu Cha Gani Gani Ahosi Bodhisatto Itha Ugganhato Imasa Aja Riyasa Pati Pati Witing Anu Wata Mano Newa Sana Na Sana Yata Nachi Hanang Ati Gachi. Dạ bà sư con xin hết. Để ý dạ bác sư con cảm ơn sư. Dạ mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Uthako Ramaputo Padmi Idam Arup Pachanang Patanghi Atiyuja Basiditwa Ektana Samane Ajazi Zakhane Tang Thapetati Apichaso Bodhisattang Aha Ehi Idani Avuso Nazang Timang Bawamanang Danang Pajihajamati Pana Bodhisatto Abachita Nyanang Nyazam Thammo Vidazaza Na Ubasamaza Na Sambodhaza Na Nibbanaza Samvattatiti Vijanitva Tatmaso Muditva Tang À, phúc chí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Phi ạ. Dạ con xin đọc Uddako Ramaputo Namasattha Bodhisatto Alaro Kalamo Namasattuno Nivesana Nikamma Udganhitum Uddako Ra mắt bút tô nạ mắt sắc thu sắc sắc tích khẳng ạc ra mít tê nạ sắc mạch dê nạ sắc thác rê xú xô giác sắc và chắc bác khu chắc gặp ni a hồ sĩ bút đích sắc tô ít thà út gần hàn tô ít mắt sắc a chắc rì giác sắc bác tí bác Tí vi tìm át nút vắt thà mát nô nê vắt xa nà nà sang nà dạc tắc nà hà năng át hít gắt nê vắt xa nhà nà sang nà dạc tắc nà hà năng
Ne vasanya na sanya yatanakana. Ne vasat na 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 yatana yihat nang. Không làm sư. Ne vasanya. Ne vas. Ne vasanya. Ne vasanya. Ne vasanya. Na sanya. 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 À gì chỗ nào đâu sư quên rồi. Chỗ cái khúc mà na sanya yatanakha năng à. Nguyên cái chữ đó. Nê vát sát nát nà sát nát gia cái câu gần cuối á sư. Nê vát sanh nha na sanh nha giá thanh nát hà năng. Nê vát sanh nà nà sanh. Nê vát sanh nà sanh nha sanh nha. Nê vát sanh nha sanh nha dắt tất na tha năng tha năng tha năng tha năng tha năng tha tha năng tha tha năng tha dạ tha chẳng phải tha tha năng dạ cha cô cha năng này à dạ đề vất sanh na sanh na dắt tha na cha năng cha năng dạ Atik Gachi về tập đọc chữ đó lại ha. Nê quá tay nha ma tay nha cha tay nách cha năng nê quá dạ con quá con đọc lại hồi Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc tiếp. Uddako Ramaputo Tasmin Tidang Aru Pachanang Patahi Ati Viya Pasiditoa Attana Samane Ajariyatane Tang Apesi Apichaso Bodhisattang apa ehi idani ayuso majang i nang bawa manang gahang ganang pariha ramati pana bodhisatto apacito nyajang tamo viraja jana upasamayana Sambodhayana Nibbanaya Samvat Tatihi Vichanitoa Tasmaso Nuditoa Tang Apuchi. Dạ thưa sư con xin hết. À, để ý cái đoạn này nè, chữ nát nát này mình ghép với cái chữ đọc ghép luôn cái chữ sao ha. Dạ. Ví dụ như là Na Upasamaya Na Sambodhaya Anipanaya để ý cách đọc. Dạ, dạ con cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, xin đọc. Uddako Ramaputo Namasattha Bodhisatto Alarokalamo Namasathuno Nivesana Nikama Ugyahitung Uddako Ramaputo Nama Sathusa Santikang Agami Tena Samayena Satharesu So Yasawa Cha Pahu Cha Gani Ahosi Bodhisatto Itha Udganhanto Imasa Ajariyasa Patipati Vithin Anuwatamano
Ne-wa-san-nya-na-san-nya-yata-na-cha-na-ng-a-thi-ga-chi. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử là Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc là Ốc-đa-cô Ra-ma-pu-tô Tát-minh Y-đăng 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 A-ru-pa-cha-năng Pát-tâm Bát tâm hí á tí quý giá pa pa si đức toa á ta la sa ma nê a chá lý đát tha nê tăng tháp pê xí á pi chá sô bất thí sát tăng a há ê hí ít ý đa ní a a u so ma răng y măng phá hóa ma năng ra năng bá rí há ra ma tí bá ná bốt thí sát tô a bá chít toa nha răng tham mô quý ra ga giá na giá ná Upasamayana Sambothayana Nibbanaya Sangvata tí 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 Vichya Nittoa Stathma So Nuttitoa Tăng A-pú-chí. Dạ thưa sư con hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Uddako Ramaputo Nama Sata Bodhisatto Alaro Kalamo Nama Satuno Nive Sana Nikama Ugyanghitum Uddako Ramaputo Nama Satusa Santikam Agami Deina Samayena Sattaresu So yes, yesa waja bahuja gani ahosi bodhisatto itta ukanhanto itmasa ajariyasa pati pati within anuvattamano nevasanya nasanya Dạ đã mất rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta tìm mà hiện tại phân từ. Em hiện tại như thế nào phân từ ở trong bài học này coi. Đây tìm thử coi. Dạ bà sư là Úc Ganh Ham Tô này sư. Đúng rồi, Úc Ganh Ham Tô. Anh Đú Quát Tá Man Đô. Đú Quát Tá Man Đô. Phát Quá Man Năng. Phát Quá Man Năng. Đúng rồi. Đang nhìn từ kia đâu mà trời. Rồi còn nữa không? Yeah. Rồi, vậy là mình có 3 hiện tại phân từ. À, trong... yeah, đó là cái phần phần bài học liên quan đến trả lời câu hỏi. Dừng sang qua phần bài tập ha. Bài tập bây giờ chúng ta sẽ đọc bài tập trước. Tập. Mình sẽ có 5 câu bài tập. Okay.
rồi nên là nó không phải tập. Rồi câu 1 có phu thí sát to a la ra sát ca la ma sát sát chú nô quá sát nô mít ca ưu tòa đủ tí giá sát a chá vi giá sát sang tí càng a ga mí bảo tắt đi cho cô bảo. Câu số 2, Udako Ram Akuto Ugan Han Thanh Chá Anu Vat Thí Tung Vài Giác Mần Thanh Chá Phu Thí Sát Tăng Phát Thí Tòa Thí Vi Giác Phát Thí Vi. Câu số 3, So Ugan Han Tò Sát Thung Nô Thinh Anu Vat Thạc Ma Nô Nê Vá Sanh Nha Na Sanh Nha Yát Sát Nạch Tha Nàng Phá Phú Ní. Câu số 4, Udako Ram Akuto Sát A e hi a hu so pa wa ma nang ya nang pa ri ha tri sa ma ti wa ti bo thi sat to pa cha ve ki wa tham mo lak san to tham pu tha ya na sang vat ta ti ti pa cha ni wa tang a hu chi rồi nghe lại nữa. Bồ Tát Sát Tô à, là Rác Sát Ca là Mát Sát Sát Thu Nô Quát Sát là Ních Khá Mi Tòa Bồ Tát Giác Sát à, Chá Rí Giác Sát Sân Lý Càng An Gà Mi Bồ Tát Cô Rà Mạc Phúc Tô Úc Gần Hòn Tành Chá Anu Quát Thác Anu Quát Tị Tùng Và Giác Mần Tành Chá Bồ Tát Sát Tăng Phát Tị Tòa A Tị Vi Giác Sát Sầy Vi So Ugan Han To Sat Thuk Sat Hình Anu Vat Tha Ma Nu Ne Vat Sanh Nha Na Sanh Nha Yat Sanh Nha Kha Nang Pa Phu Hi Udako Ram Apu To Sat Tha E Hi A Vu So Pa Va Ma Nang Ka Nang Pa Re Ha Ri Sa Ma Ti Va Di Bồ Thi Sat To Pa Chia Vek Thi Toa Tham Mo Lam Han To Sam Po Tha Yat Na sang vát ta tì tí Bách cha ni tòa tăng a bú chí. Rồi là có khi mời lớp đọc bài. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc câu thứ nhất. Bút Bồ Thí Sát Tô A La Rát Xá Ca La Mát Xá Sát Thú Nô Quá Xá Na Đích Khâm Mi Tòa Đú Tí Giá Xá A Chà Rí Giá Xá Sang Tí Căng A Gá Mí. Câu số 2 U Đắc Cô Ra Má Bút Tô Úc Gần Hằng Tàm Chá A Nú Quách Tí Tùng Hòa Giá Măng Tàm Chá Bồ Thí Sát Tăng Bác Sĩ Tòa A Tí Quý Giá Bà Si Bí. Câu số 3 Sô Úc Gần Hằng Tô Sát Thú Sát Sát Thú Sát Quý Thình A Nú Quát Tá Ma Nô Nề Quá Sành Nhà Nà Sành Nhà Giá Tá Nách Chà Năng Bà Pú Ní Úc Đắc Cô Ra Má Bút Tô Sát Tà Ê Hí A Vú Sô Phá Quá Ma Năng Ga nàng ba ri ha ri sa ma ti wa di. Câu số 5 Bồ Thí Sát Tô Bát Chá Huệ Khí Tòa Tham Mô Láp Phàn Tô Sa Sa Mô Tha Yá Na Sam Quá Tá Tì Tí Bát Chá Ni Tòa Tăng A Bú Chí. Dạ con xin hết. Sa Mô Tha Yá Sambo tha ya na sang quát ta ti ti bát cha ni to tăng a pu chi. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn.
Dạ, bạch sư con xin đọc phần dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Bodhisatto alarasa kalamasa satuno vasana nikamitoa dutiyasa acariyasa santikan agami. Câu số 2. Udako Ramaputto Uganhan Tancha Anuvati Tung Vaya Mantancha Bodhisattang Pasitoa Atiwiya Pasidi. Câu số 3. So Uganhanto Satusa Witting Anuvata Mano Nê quá sanh nha, na sanh nha, và tá ná trà năng, pa bú ní. Câu số 4. Udako ramabuto sattha ehi abuso phagwa manang ganang pariharissamati quá đi. Câu số 5. Bodhisatto pachawekitoa Thammo Lappanto Sammothaya Na Samvatatiti Pachanitoa Tăng Abucchi. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 5 câu dịch từ Bali sang Việt. Câu thứ nhất: Bodhisatto Alarasa Kalamasa Satuno Vasana Nikhamitoa Dutiyasa Achariyasa Santikang Agami. Câu số 2. Udako Ramabutto Uganhang Tamcha Anuvatitung Vayamang Tamcha Bodhisattang Pasitoa Ativisya Basidi Basidi Ba Basidi. Câu số 3. So Uggang Hanto Satusa Vithin Anuvatta Mano Neva Sanya Nasanya Yata Nachanang Papuni. Câu số 4. Udako Ramaputo Satha Ehi Avuso Favamanang Ganang Bariharisam Mati Vadi. Câu số 5. Bodhisatto Bhakcha Vekitoa Thammo Lappanto Sambothaya Na Samvatatiti Pachanitoa Tăng Abucchi. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc phần dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Bodhisatto Alarasa Kalamasa Satuno Vasana Nikhamitoa Bodhisatta Achajisasa Santikang Agami. Câu số 2. Udako Ramabutto Ukamham Tancha Amitittung Vajamayam Tancha Bodhisattam Pasitoa Ativisa Tác sĩ biết. Câu số 3. So Ukhan Ham Tô Tô Thất Thức Xá Duy Thiên Anu Vách Ta Mà Nô Nề Quá Thành Nhà Nà Thành Nhà Ta Ta Nách Chà Năng Ba Phun Ba Ba Phú Ní Phúc Đá Cô Sa Má Phúc Tô Sát Tha Ê Hí A Vũ Sô Sa Quá Mà Năng Và năng đã đi hà tiếp xa mà tí qua đi. Câu số 5. Bodhisatto các giáo quýt khi tòa thăm mô nát thăm tô thăm vô thà giá nát thăm quát tà tí tí các cha ní tòa tăng a phúc trí. Dạ thưa sư con đọc xong rồi ạ. Dạ mời cô Hảo Nguyễn bỏ tay xuống. Xin mời Phật tử Phương Ti đọc bài ạ. Dạ con xin đọc câu số 1. Bodhisatto Alarasa Kalamasa
sát thu nô vát sát na đi kha mi tòa đi ti giác sát a chắc đi giác sát sang ti căng ác ra mi câu số 2 út đá khô gà mát bút tô út gần hàn tăng chất a nước vắc chi tùm và giác măng tăng chất bố đi sát tăng bác sĩ tòa a ti vi giác bà si đi câu số 3 so út gần hàn tô sát thu sát vi thiền anuvata mano nevasana na nasana yata yata nacha nang ba bu ni câu số 4 uddakho yama puto satha ehi abuso pakva matnang ratnang rahiha grisamati vadi câu số 5 buddhisatto bắt chắc về khi tòa tham mô lạc bản tổ sam bồ giác thạ nạ tham sam bồ giác sát nạ sam vát tà á tị tị bác gia ni tòa tâm a bút chi a bút chi. Dạ con xin hết. Thôi Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc phần dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất: Purisato ala rasa kala massa satuno wasana nikamitwa duti jasa achari jasa santikang agami. Câu số 2 ạ. Uddako ramaputo ugganhan tan cha anudikwa ti tum qua giá mặn tàn trá bồ thí sát tăng pa si hòa á tí ví giá pa si đí. Câu số 3 so ô quan hàn tô sát thú xa quyết thìm an u quát tá ma nô nê quá san nhà nhà san san nhà na san nhà giá tá nách trà nằng pa bú ní. Câu số 4. Uddako ramaputo satha ehi avuso phawa manang ganang parihari samati wa di. Câu số 5. Bodhisatto paccha vakita thammo lafanto sambodha jana samvata ti 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 paccha nitwa tăng a bốc trí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ cô phụ nữ Diệu Bảo có câu hỏi gì không ạ? Dạ không có cô. Dạ, xin mời cô bỏ thầy xuống. Dạ, xin mời Phật tử Lăng Lê đọc bài. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Câu số 1. Bodhisatto ala rasa kala massa satuno massa na massa na nikamito duti yasa ajari yasa santikang agami. Câu số 2. Uddako ramaputo ugang hantan chap anuvatitum vayaman than chap Bodhisattang Pasito Ativija Pasidi. So Ugranghanto Satusa Vithim Anuvata Mano Niwasanya Nasanya Yatana Janang Pabuni. Câu số 4. Uttako Ramabhuto Satha Ehi Awuso Baba Manang Ganang Pariharisamati Wadi. Câu số 5. Bodhisatto Pachavekito Thammo Lappanto Sampoya Sampothaya Nasamvatatiti Pachanito Tang Abuchi. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bố thí sát tô ala ala giáp xá kala mát xá sát thu nô vá xá na nít tha mít tòa đú tí giáp xá a chá dí giáp xá sang tí căng a gá mí út đá cô ra má bút tô út gần ốc gần hàn tòa tàn chá anu vát tí tung và giá màn tàn chá bồ thí sát tăng bá xít tòa bá xít tòa á tí dĩ già á tí dĩ chá bá xí bá xì đi xô út gần hà há tô hàn tô sát thu xá sát thú xá huyết đình huyết thình anuatta mano nê vá sanya na sanya rá tá nách cha năng pa phú ní ốc đá cô ra mát phú tô sát to sát tha ê hí a hú sô phá quá ma năng ga ga năng pariharissa ma tí quá đí bố thí sát tô bách chá quách khít tòa tham mô lắp phan tô sam bốt sam bô hà giá ná sang quách tà tì tí bá chà nít tòa tăng a bút chí. Dạ thưa sư, con đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa Ngọc Sư, con xin phép được đọc câu số 1. Bồ thí sát tu a la rasa ka la masa sát tu no wa sa na nikam mitoa tu ti yasa a cha ri yasa san ti kam a ga mi. Câu số 2. Uttako ramma utto ukan than tanja anu watti tum vaya man tanja bồ thí sát tăng pa si tòa a ti vi ya pa si ti. Câu số 3. So ukan han to sa thu sa vi tim anu watta mano ne va san nya na san nya yat ta na san nya nê quá san nha na san nha yát tát na cha năng a bun ni. Câu số 4. Uttako ramma putto satta ehi auso pawa manang katnang pari ha risama tikwati. Câu số 5. Bodhisatto pachawe kitoa tammo lapanto sambodhaya na samvattati ti pajanito tang abuchi abuchi. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc số 1. Bodhisatto alakasa kamamasa satuno vasana nikamitoa nikiyasa ad Chariyasa Sanktikam Agami. Câu số 2. Uddako Ramaputto Ugganhan Chancha Anuvatitun Vajamantancha Uthisattang Pachito Ativiya Pasiyi. Câu số 3. So Ugganhan To Sattusa Vichin Anuvat tamano neva sanya nya sanya yata natchanang apuni. Câu số 4. Uddako ramaputo satha ehi va yuso bava manang ganang pariharisma pariharisma ma thi sa bát di. Câu số 5. Bodhisatto pachavek pitoa hamo lapanto
Sambodhayana Samvattati Tipajanitoa Tăng Apuchi. Dạ thưa sư, con xin hết. Hồi Phật tử Ngọc Trâm. Sư con xin đọc. Bodhisatto Alarasa Kalamasa Satuno Vasana Nikamita Dutiyasa Ajariyasa Santikan Agami. 2. Uddako Ramaputo Udgan Han Tancha Anuvati Tung Vajaman Tancha Bodhisattam Pasita Ativiya Pasidi. 3. So Udyanhanto Sathusa Vithin Anuvata Mano Nevasanya Nasanya Yatanachanang Babuni. 4. Uddako Ramaputo Sattha Ehi Avuso Favamanang Ganang Pariharisa Mati Vadi. 5. Bodhisatto Pachavekhitoa Thammo Lapphanto Sambodhaya Na sang quá ta tì tí ta trà ni tòa tàng a bút chi. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ đã hết rồi ạ sư. Rồi mời cô Tâm Thân có mở bài sẵn chưa? Dạ rồi sư. Rồi giờ bốt bài đi. Bài để cho lớp sửa bài. Ai sửa được câu nào sửa câu nào. Cô sửa câu số 5. Cô dịch câu số 5 nha Trân. Dạ từ từ để con mở mà. Cô mẹ ơi, con học được. Con học được. Con học được. Dạ rồi. Con học hết thơ. Dạ rồi. Bạch sư con xin sửa câu số 3 ạ. Dạ chưa ạ. Bây giờ đọc có được không ạ? Hay là ghi theo chat ạ? Ghi dung chat thì... Dạ dạ vâng. Dạ dạ. Phải xin con xin sửa con xin tiếng Việt mà mình đọc đi cân. Rồi cô đọc đi cô. Rồi cô đọc đi. Ai viết rồi thì viết ai. Cô xin dịch câu số 1. Dạ. Sau khi rời khỏi trú xứ của đạo sư Alara Kalama. Từ từ. Rời khỏi trú xứ của đạo sư Alama Alara Kalama. Đó rồi. Phải Bồ Tát đã đi đến kề cận vị thầy thứ hai. Cái Bồ Tát đã đi đến vị thầy thứ hai là được rồi, khỏi kề cận. Đã. Dạ. Cái đó là cái cụm từ nó đi đến. Dạ
Đã rồi. Dạ hết rồi. Cô Hảo chat trên khung chat rồi đó, viết trên khung chat. Dạ. Ủa tới cái khúc chat này con không có thấy cái được cái là chỗ chat ta con không thấy được. Lên trên nó có chữ mo đó. Con thấy rồi, con thấy rồi. Cô Hảo là câu số mấy? Câu số 2 đó phải không? Con thấy rồi. Câu số 3 là chị Diệu Thủy ha. Dạ có rồi đấy ạ. Trên chat. Dạ em thấy rồi. Câu số 4 hình như chưa có người sửa hả? Câu số 4, số 5 chưa có người sửa. Câu số 5 là cô Diệu Bảo sửa. Ở đó. Là cô Dự Bảo đọc hả cô Dự Bảo? Dạ. Cô sửa là cô định đọc hay sao cô? Dạ đọc đi cô viết nó chưa được. Rồi cô đọc đi con. Dạ. Sau khi suy xét thấy pháp mình đang có được. Thấy sao con? À, thấy sau pháp. Khi... Sau khi xét thấy pháp. Dạ rồi. Đang có được. Mình đang có được. Thấy pháp. Mình đang có được. Dạ rồi. Không đưa đến giác ngộ. Bồ Tát đã từ giả vị thầy của mình ở Bồ Tát. Yeah. Bồ Tát đã từ giả vị thầy của mình hả? Dạ. Yeah. Chắc vị thầy thôi Trân. Từ giả vị thầy ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
Còn câu 4 à? Nào viết trên khung chat rồi cho chụp trên. Thấy rồi. Dạ con thấy. Dạ xong rồi. Dạ thưa sư xong 5 câu rồi sư. Đang xem câu 1. Sau khi rời khỏi trú xứ của đạo sĩ A-la-ra-ca-la, ở đây mình để ý là cái chữ Nikhamitwa ở đây trước nó là cách thứ năm. Rồi khỏi cái gì đó thì đó là cách thứ năm, thì chữ Vatana này cách thứ năm rồi của ai đó thì ở đây mình chia nó cách thứ sáu thôi, các chữ còn lại là thứ tự. Rồi Bồ Tát thì là Bồ Tát Tô, đi đến vị thầy thứ hai, đi đến còn vị thầy thứ hai nó cái cụm này đi đến ai đó thì người ta biết là ai cha cái giác tâm không thích can. Vị thầy thứ hai, chữ thứ hai ở đây là số thứ tự thôi. Rồi đó là câu 1. Câu 2, Uddhapo Ramaputto Uklan Tham Tanh Chá Anuvat Tị Tung Vajaman Tanh Chá Phu Thị Sát Tăng Phát Sĩ Hoa Thị Vy Giác Phát Sĩ Ý. Đây có cái gì? Sau khi thấy Bồ Tát đang học và đang nỗ lực để thành thành theo của Đức Ca Ram của tất cả các quan chỉ. Sau khi thấy Bồ Tát đang học, Bồ Tát đang học và đang nỗ lực để thành theo. Tất cả ra một cuộc tác đã rất quan trọng khi thấy một tác đang học và đang nỗ lực để thực hành theo. Ở đây mình thêm chữ vị thầy đi ha, vị thầy cũng đã cắt ra một cuộc tác đã rất quan trọng, mặc dù nó không có nhưng mà tại vì đây là một vị thầy, biết thêm cái chữ vị thầy. Vì thầy cũng đã cắt ra một cuộc bắt. Mới vô là vị thầy út đá cá hả sư? Không, biết theo, sao chỉ theo mà. Dạ. Tôi dùng chữ đang học với đang nỗ lực. Tại hiện tại không tự. Rồi, câu số 3 đi. Câu 2 vậy là được rồi hả sư hả? Ừ. Số 3, sâu gần thần thổ. Ngài vừa học vừa thực hành theo phương pháp của đạo sư và là đạt được thiền thi tưởng thi vị tưởng xứ. Đây mình có là vừa học là Úc Lâm Thanh Tô, vừa học theo phương pháp của đạo sư. Đạo sư
Ngài đã làm việc ngày sau của ngày trước được, ngài đã chứng đắc được thiền, câu số 4, Uttako Ramaputo Sattha Ehi Avuso Kvama Nang Gan Nang Parihari Trisamati Vati. Vì đạo sư Uttako Ramaputo đã nói, này hiền giả, chữ Avuso ở đây là hiền giả, này hiền giả hãy đến đây, chữ Ahi Ehi là hãy đến. Đến đây chúng ta sẽ chăm sóc hồi chúng hiện tại, chúng ta hãy chăm sóc hồi chúng. Hoa mà năng hồi chúng hiện tại, hoa mà năng ở đây là hiện tại phân tử cách thứ hai ha, dạng mà năng. Trong vai trò tính tự chủ chỉ ngăn năng rồi câu số 5, câu số 5 đi lên trên câu số 5, Bodhisatto phải trở về cái toa tham mô lạc phân tô trong phù thà giác nà sang bát sát tì tì bát gia ni toa tăng a phu chi. Sau khi siêu xét thì suy xét thấy đi trả đi tòa sư trả đi tòa câu này tí thì sau khi suy xét và hiểu được rằng thật khi suy xét đã hiểu được rằng đi, đã hiểu rõ ràng, đã hiểu biết rõ ràng, rõ ràng. Quá, pháp đã được chứng ngộ. Lạc phân tổ chữ này xài chữ này nó lắc quắc lắc khách thì không hay hơn. Câu này xài lắc phân tổ nó hay hơn. Câu này cái câu này mình viết theo quá khứ phân tử thì ở thuộc quan thể, câu này nó nghe nha. Thì cái này suy diễn này hiện tại phân tử dạ đó là hiện tại phân tử không sử dụng cái lá phân tô là đang có được đó sư. Trời ơi, ba mẹ chưa biết luôn hả các bạn Kim? Một lớp trường con mẹ chỉ có biết.
bây giờ sửa lại cho sư tí đi, sửa lại cái chữ đó là thành cái chữ là pháp lập khu, viết lại trong chat nha. Sửa chữ gì sư? Chữ bỏ chữ lắp thanh to nãy viết thành chữ viết lại trong chat. Ở lá phanh tô hả? Bỏ chữ lá phanh tô hả sư? Có khi ghi chữ tôi viết trong chat chưa? Con chưa thấy sư. Sư cho anh to lên. Ý câu của cô Hảo Nguyễn. Câu cái chữ của sư chưa thấy, sư chat chưa thấy. Rồi. Chưa sư ơi, giờ sư chưa có bao. Cái anh ta lên nó không thấy. Không thấy. Phải ở cuối hết hả? Chưa có, có. Sư enter chưa? Rồi dạ. Con cũng không thấy được. Dạ dạ dạ. Ủa không phải, này của An Trần gửi. An Trần phải. Dạ cái đó con copy của sư. Con copy của sư. Lato hả sư? Lato hả? Lato hả sư? Lato. Vậy bây giờ để chữ lát thô phía sau tham mô đúng không sư? Ừ. Dạ. Chữ là thần tiên Việt rằng pháp đã được chứng ngộ, không đưa đến giải thoát. Không đưa đến giải thoát. Không đưa đến giác ngộ. Thủ đạo vì sao đi tổ tác bạn đi giáo vì thầy ấy rồi không đâu có tiếng vì sao rồi đã Thưa sư có thể chỉ con cách dịch câu số 4 sư? Con ở cái thể này, cái dạng này sao con không biết dịch? Khi nào thấy có chữ, thí dụ như chữ tí quá đi, dịch chữ tí dịch rằng hả sư? Cái cách dịch câu này đó con không có dịch được. Tức là sư giải thích con dùm cái câu này đó, mình phải đoán được cái ý của câu, tức là trước tiên là mình phải biết được hết từ vựng rồi mình xem qua. Ví dụ như là trong câu này, trước tiên là mình thấy là chữ Buddhaparamaputo Sattha là chủ từ, rồi mình thấy là chữ Vadi là động từ, thì mình sẽ có đó con hiểu được hai chữ này. Buddhaparamaputo Sattha Vadi thì mình xem coi người ta nói, tức là đạo sư Buddhaparamaputa đã nói, thì mình xem coi nói đó nói cái gì.
Yeah. Thì mình sẽ biết là mình sẽ cái phần nằm ở trong ngoặc kép là phần nào. À. Thì cái phần này là phần bên ngoài, còn cái phần này là phần nằm ở trong dấu ngoặc kép. Thì phần trong dấu ngoặc kép á, nó là một con mới hoàn toàn. À. Một con sư mới con thấy dấu ngoặc kép sư. Thì ở trong câu Bali đó tại ở trong chữ tí này nó xài hai chữ dấu ngoặc kép nữa, vừa lần sư cũng xài thêm nữa mà. Con một tử mình là nói là để thì nó hơi dư, nhưng mà tự để thì các tử mình dễ nhìn hơn. Ví dụ nếu mình xài thêm cái dấu ngoặc kép, mình xài ở đây chỗ chữ e hí thì nó đi về, còn không là nếu người ta chỉ để tí và một cái dấu phẩy như vậy. Cái câu này cũng là câu đang rất dẫn, dẫn tương tự với câu số 5 cũng vậy nè. Tức là Bồ Tát sau khi suy xét hoặc là quán xét đã hiểu rõ ràng cái chữ tham mô lắc cô sam vô thai giá nó xong có tất tì tí không, nó cũng là chữ tí ở phía sau với một dấu phẩy. Thì phần này là phần nằm trong chỗ hoàn kẹt. Dạ, chữ lá phô của sư hay lá thô? Lá phô. Lá. Lá phát tí. Lá phô. Cái chữ mà mới thêm nhờ. Hai chữ B. Lá, cái chữ đó sai với sai. Hai chữ B. Lá phô. Thì bò. Thì bò. Không phải. Cái lá thô này có nghĩa là gì thưa sư? Đây là quá khứ phân từ của phân từ lắp phát tí. Ủa lắp phát tí không thấy hai chữ B phở mà phô mà. Không phải. Ủa sao kỳ vậy ta? Quá khứ phân từ của lắp phát tí hả sư? Nó bản riêng hả sư hay sao? Đâu mà bản riêng gì, cái này cách hình thành của nó vậy mà bản riêng. Ủa sao thấy này kỳ vậy? Thấy hai chữ B phở mà không biết sao. Ê, hai bị bò. Dạ, con cũng thấy trong sở sách nó là lá phanto thì lá phát tí là bê bò. Cái đó là hiện tại phân từ. Còn cái này là quá khứ phân từ. Đó, cái này là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ nó từ tận cùng mà phát thì nó, khi mà nó kết hợp với tá thì nó sẽ đổi thành là tá hạ. Cảm ơn sư. Bạch sư cho con hỏi một chút ạ. Cái câu số 3 là dịch là vừa học vừa thực hành theo phương pháp của bậc đạo sư, ngài đã đạt được tầng thiền phi phi tưởng xứ cũng được đúng không sư ạ? Có phải không ạ? Chuyển cái từ ngài bỏ cái và đi và chuyển ngài xuống chỗ và được không ạ? Vừa học vừa thực hành theo phương pháp của bậc đạo sư, ngài đã đạt được tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng sự. Dạ. Chữ ngài trước nó hay hơn. Tại vì dạ. Ở đây nó là hiện tại phân từ hiếm khi người ta dịch trước nó như vậy. Chỉ có bất biến quá khứ phân từ ở thường người ta mới dịch trước, còn hiện tại phân từ thường mới dịch sau phân từ. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ thưa sư, cho con hỏi là lớp diệu pháp ngày thứ bảy là học tài liệu ở đâu để học sư? Tài liệu có cái sạch ở trong Bình An Sơn, nó có bộ nào thì mình tham khảo đỡ thôi. Dạ. Nhưng mà thí dụ mình đọc từ rồi mình dịch cái không biết phải tìm tài liệu hả sư? Con thấy lớp đọc cái từ rồi xong rồi dịch cái nghĩa đó là phải tự dịch, phải tự tìm hiểu. Dạ, dạ con cảm ơn sư. Vậy con xin tham gia cái lớp ngày thứ bảy nha sư. Dạ, tham gia cái đó để học thêm chữ Bali. Dạ, dạ con cảm ơn. Tham gia cái đó mình sẽ học được cái cách hành văn trong cái văn hoàn chính. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Rồi, lớp này.